Trong phiên đấu giá từ 16 giờ đến 17 giờ chiều 21 tháng 9, đã có 3 biển số ô tô được đấu giá gồm 75A-333.33 .33 chung đấu giá với mức giá 745 triệu đồng, 30K-568.68 chung đấu giá với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng, 82A-123.45 chung đấu giá với mức giá 270 triệu đồng. Chiều nay, tổng cộng đã có 9 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, bao gồm 51K-777.99, 35A-355.55, 98A-666.88, 0 giờ từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30, 60K-399.99, 88A-633.33, 14 a 822 88 0 giờ từ 14 giờ 45 đến 15 giờ 45, 75A-333.33, 30K-568.68, 82A-123.45, 0 giờ từ 16 giờ đến 17 giờ. Kết quả đấu giá ba biển số ô tô cuối cùng trong ngày 21 tháng 9 là sự thể hiện của sự quan tâm của người mua đối với các biển số độc đáo và ý nghĩa.